Xin kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày khá oi nóng. Tuy nhiên, tình trạng oi nóng sẽ được cải thiện từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 thì thời tiết của Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa dông mới, tiết trời chuyển mát mẻ hơn. Cụ thể, hiện tại một dạnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến cho mây dông đã xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ngay trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, các tỉnh vùng núi như là Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu hay Điện Biên sẽ có mưa rải rác. Từ tối và đêm mai thì toàn miền sẽ có mưa dông trên diện rộng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ thì sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm cả đợt. Mưa kèm theo dông rất có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi nên bà con cần chú ý đề phòng. Các tỉnh khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa dông đến muộn hơn nên trong sáng và trưa mai thì trời có nắng nhiều, nhiệt độ vẫn khá cao, cao nhất ngày đều duy trì ở mức là 34-35 độ. Riêng các tỉnh như là Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh hay là Bắc Giang, nhiệt độ cao hơn lên tới mức là 36 độ. Mưa dông cũng là cảnh báo được đưa ra với các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày tới. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do tác động của dạnh áp thấp gây mưa nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa cũng có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung ở phía đông khu vực khiến cho tầm nhìn hạn chế và trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh, các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Không chỉ khu vực Bắc và giữa của Biển Đông thời tiết chuyển xấu, mà ở vùng biển phía nam của Biển Đông, trong đó có khu vực huyện đảo Trường Sa cũng đang trong những ngày mưa dông nhiều, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét gây biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.